nhân rất là bạn Lan An làm video hướng dẫn chúng ta cách sử dụng thuốc thảo dược An An nha. Đầu tiên á, trước khi đi ngủ á, các bạn nhớ vệ sinh da, làn da cho thật là sạch ha. Chúng ta nếu mà chúng ta có bột thảo dược An An á, thì các bạn lấy bột thảo dược An An rửa sạch qua với nước nha. Thì các bạn rửa sạch, một lần rửa sạch bằng bột thảo dược An An, hai lần rửa mặt sạch qua với nước nhé. An An rửa ha. Và sau khi rửa xong á, thì các bạn nhớ là lấy khăn á, chúng ta thấm cho nó khô đi nhé. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cho mình một ít bông gòn thôi nhá. Các bạn nhớ lấy một ít thôi, đừng lấy nhiều thuốc nó thấm vào thì nó sẽ tốn bông gòn của tốn thuốc của chúng ta. Các bạn lấy một ít và xịt thuốc là bông gòn ha. Sau khi xịt thì chúng ta sẽ bôi giúp An An ha. Bôi đều giúp An kéo từ dưới trôi lên nhá. Các bạn bôi. Các bạn bôi làm sao đó mà cho cái làn da của mình các bạn cảm nhận nó ướt, ướt toàn bộ khuôn mặt luôn nhá. Sau khi bôi xong thì các bạn để làn da khô và để ngủ, sáng mai chúng ta dậy và rửa mặt lại. Thì đơn giản nhất là An An tuần đầu tiên thì các bạn sử dụng ngày một lần vào buổi tối thôi. Tiếp theo tới tuần tiếp theo, nếu mà các bạn thấy là thuốc tác dụng chậm thì các bạn tăng lên tuần hai lần giúp mình nhá. Chúc các bạn có một làn da nhanh khỏi cái tình trạng mụn của mình và có một làn da đẹp ha, để tự tin trong cuộc sống. Và An An sẽ làm những cái video tiếp theo để hướng dẫn chúng ta cái cách bôi kem dưỡng như thế nào để sau điều trị da mụn sạch đẹp rồi thì chúng ta dưỡng kem ha. Hiện tại bây giờ cũng là tối rồi nên là chúc tất cả các bạn ngủ ngon và có một làn da đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.